Xin chào tất cả các bạn, tôi Thu Phương đến từ Tìm Việc 365 VN đây. Alibaba là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, được thành lập từ năm 1999 bởi Jack Ma và 17 cộng sự khác của ông. Với hình thức giao dịch phổ biến đó chính là B2B, Business to Business, B2C, Business to Customer, bắt kịp xu hướng cùng với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ hiện đại đã mang đến những thành công nhất định cho tập đoàn này. Đặc biệt là Alibaba đã xếp ở vị trí thứ 9 trong top 10 những thương hiệu lớn nhất trên thế giới cùng với Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, McDonald's, Tencent và những thương hiệu nổi tiếng khác. Vậy để có thể biết được quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn này như thế nào và anh hùng Jack Ma đã xây dựng đế chế mang tên Alibaba của ông ra sao thì mời các bạn cùng theo dõi nội dung ngay sau đây nhé. Nguồn gốc tên gọi Alibaba ra đời. Khi xưa Alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba, hôm nay Alibaba như chẳng gặp gì hát vang lời ca. Alibaba. Có lẽ những câu hát vui nhộn như trên không ai là không biết đến để có thể ca ngợi một nhân vật cùng tên trong một câu chuyện cổ tích. Còn ngày nay khi mà chúng ta hô biến câu thần chú vừng ơi mở cửa ra là sẽ thấy một tập đoàn Alibaba vô cùng hùng mạnh và có sức phổ biến toàn cầu. Không chỉ là một nhân vật anh hùng trong chuyện cổ tích của đế quốc Ba Tư cổ đại, biến cổ tích thành thực tại, tỷ phú giàu có bậc nhất hành tinh mang tên Jack Ma đã trở thành một trong những doanh nhân xuất chúng đại tài của Trung Quốc khi nắm bắt được thời thế để có thể phát triển Alibaba ngày càng mở rộng và giàu mạnh hơn. Alibaba, cái tên mang tính toàn cầu ra đời như thế nào? Jack Ma với hoài bão và mục tiêu ấp ủ bấy lâu, mục đích của ông là chọn một cái tên để ai cũng biết và nhớ đến cho công ty của mình. Trong một lần đi công tác tại San Francisco, ông Jack Ma đã tìm thấy một sự thú vị trong cái tên Alibaba. Rồi khi ông vào quán cà phê và hỏi người phục vụ rằng cô có biết cái tên Alibaba không? Ông nhận ngay được một câu trả lời rằng tất nhiên là có, và Alibaba có nghĩa là vừng ơi mở cửa ra, open sesame. Chưa dừng lại ở đó, ông đã tiếp tục đi hỏi thêm 60 người đến từ các quốc gia khác nhau và đều nhận được câu trả lời là có. Quay trở lại với câu chuyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp, với thông điệp mang tính tích cực từ nhân vật chính cùng tên, với những đức tính thông minh, dũng cảm, can đảm, lương thiện. Chính vì vậy mà cái tên Alibaba đã được tái sinh và trở thành tên của một tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc và được sánh ngang tầm với Amazon, eBay, PayPal đều là những trang thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Thông tin chi tiết về tập đoàn Alibaba. Tập đoàn Alibaba được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1999, có trụ sở chính tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Và website hoạt động chính của tập đoàn mang tên Alibaba với ngôn ngữ sử dụng chính là tiếng Anh, phạm vi hoạt động trên toàn cầu với những người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo tập đoàn lần lượt là ông Mã Văn hay còn gọi là Jack Ma với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị cho đến ngày 10 tháng 9 năm 2019. Vị trí này được trao lại cho ông Daniel Zhang, từng giữ vị trí CEO tại Alibaba. Ông Thái Sùng Tín với vai trò là phó chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Trương Dũng hoạt động với vai trò là tổng giám đốc điều hành. Ông J. Michael Evans giữ vị trí đồng chủ tịch tại tập đoàn Alibaba. Alibaba được biết đến như một sàn giao dịch trực tuyến lớn nhất với sự tham gia của hàng loạt các công ty, doanh nghiệp với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Tại đây, các doanh nghiệp có thể trao đổi mua bán hàng hóa, đấu giá và chuyển tiền trực tuyến, thậm chí là qua thương mại di động. Tính đến năm 2016, doanh thu của tập đoàn Alibaba đạt được là 101,14 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận thu về là 28,20 tỷ nhân dân tệ, tổng tài sản lên đến 364,24 tỷ nhân dân tệ, trong đó tổng số vốn chủ sở hữu là 217,33 tỷ nhân dân tệ. Tổng số nhân viên đang làm việc tại tập đoàn Alibaba lên đến con số 33.446 người. Ngoài ra thì tập đoàn Alibaba còn sở hữu hàng loạt những công ty con với những thành tích vô cùng nổi bật có thể kể tên đến như sau. Alipay, công ty hoạt động dựa trên nền tảng thanh toán di động trực tuyến và được thành lập từ ngày 8 tháng 12 năm 2004. Alipay là một trong những nền tảng thanh toán trực tuyến di động lớn nhất vào năm 2013. Tính đến thời điểm tháng 3 năm 2018, Alibaba có đến 870 triệu lượt người dùng. Taobao cũng là một trong những website mua sắm trực tuyến, tính đến thời điểm 2018 đã có đến khoảng 580 triệu lượt người dùng trang web này. Năm 2016, Taobao được đánh giá là website được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới.
Timor với hình thức giao dịch B2C, Business to Customer, hình thức giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp với khách hàng, phù hợp cho các doanh nghiệp bán lẻ tại Trung Quốc với các nước trên thế giới. Tính đến thời điểm tháng 2 năm 2018, website này có đến 500 triệu lượt người dùng và nằm trong số 20 web có lượt truy cập nhiều nhất trên thế giới theo thống kê từ web Alexa. Ngoài những công ty con được vận hành bởi tập đoàn Alibaba vừa kể tên như trên, thì còn có thể kể tên đến những công ty con thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba như sau: 1688, công ty đào bảo Quảng Châu Hằng Đại, công ty Alibaba và Ant Financial Service Group. Các mốc thời gian phát triển của tập đoàn Alibaba kể từ khi thành lập từ năm 1999 cho đến năm 2000, Alibaba có được sự hợp tác đầu tiên từ SoftBank với giá trị đầu tư lên đến 2 triệu USD. Chính số tiền này đã giúp cho Alibaba tiếp tục phát triển và ngày càng mở rộng quy mô. Năm 2003, Taobao ra đời và trở thành một trong những website mua sắm lớn bậc nhất tại Trung Quốc. Cho đến năm 2019, số giá trị hàng hóa tại Taobao lên đến 438 tỷ USD. Sự thành công của Taobao đã trở thành nguồn lực chính đóng góp cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn Alibaba. Tháng 12 năm 2004, Alipay, dịch vụ thanh toán trực tuyến ra đời nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cho sự phát triển kinh doanh thương mại tại sàn giao dịch trực tuyến Taobao. Ngày 11 tháng 8 năm 2005, Yahoo trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn Alibaba khi đầu tư đến 1 tỷ USD, tương ứng với 40% cổ phần và 35% quyền biểu quyết tại tập đoàn Alibaba. Đổi lại, tập đoàn Alibaba cũng sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của Yahoo có chi nhánh tại Trung Quốc. Cho đến năm 2012, Alibaba đã mua lại cổ phần của Yahoo với tổng giá trị lên đến 7 tỷ USD. Năm 2007, tập đoàn Alibaba đã ra mắt chứng khoán đầu tiên tại Hồng Kông. Giá cổ phiếu của Alibaba tăng mạnh từ 1,72 USD lên đến 5,04 USD và đã thu về được nguồn lợi lớn với giá trị 1,67 tỷ USD cho số cổ phiếu đã được niêm yết. Timor đã ra đời vào năm 2008, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc mở rộng, tạo nguồn lực và thúc đẩy cho sự phát triển của tập đoàn Alibaba cùng với sàn giao dịch trực tuyến Taobao. Timor được tách ra từ Taobao và cũng là một trong những nơi hội tụ các nhà sản xuất, các thương hiệu có thể mở gian hàng trực tuyến tại đây. Tháng 9 năm 2009, điện toán đám mây đã được thành lập và dần trở thành một trong những lĩnh vực chủ chốt của tập đoàn Alibaba trong thời gian tới. Điều này đã được khẳng định bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Alibaba. Ông khẳng định rằng, điện toán đám mây là một chiến lược dài hạn. Chúng tôi tin chắc rằng mọi mảng kinh doanh sẽ được phát triển hơn nhờ điện toán đám mây. Cũng vào năm 2009, cụ thể vào ngày 11 tháng 11, được xem là ngày độc thân và trở thành ngày hội mua sắm lớn nhất tại Trung Quốc. Chính điều này đã đem lại doanh thu khủng cho tập đoàn Alibaba với tổng giá trị thương mại lên đến 7,8 triệu USD. Con số tăng lên gấp khoảng hơn 4 lần vào năm 2018 với giá trị thương mại lên đến 30,8 triệu USD. Vào tháng 5 2011, khi quyền kiểm soát của Alipay gây mâu thuẫn giữa các bên đối tác của tập đoàn Alibaba, khi giao dịch giữa Alibaba và các cổ đông không được công khai một cách rõ ràng, Alipay đã được Alibaba chuyển nhượng lại cho giám đốc điều hành của Alibaba. Tuy nhiên, cho đến cuối cùng thì ngân hàng SoftBank với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất cho Alibaba, Yahoo cổ đông lớn nhất của tập đoàn và tập đoàn Alibaba đã đi đến một thỏa thuận chung, đó là Alipay sẽ được cấp phép và tiếp tục hỗ trợ và là động lực cho Taobao phát triển. Trong trường hợp Alipay được phát hành công khai thì Alibaba sẽ được trả từ 2 triệu USD cho đến 6 triệu USD. Sau 5 năm, cổ phiếu của tập đoàn Alibaba được ra mắt và niêm yết trên sàn chứng khoán tại Hồng Kông thì cho đến tháng 6 năm 2012, niêm yết này đã được hủy bỏ. Chính vì vậy, tập đoàn Alibaba đã quyết định bỏ ra số tiền 2,45 tỷ USD để mua trang web Alibaba. Hai năm sau đó, cổ phiếu của tập đoàn Alibaba lần đầu tiên được ra mắt tại thị trường chứng khoán New York và trở thành một trong những cổ phiếu được đánh giá cao nhất với giá trị cho mỗi cổ phiếu là 68 USD trên một cổ phiếu. Đặc biệt trong lần phát hành đầu tiên, giá trị thương mại đã tăng lên đến 25 tỷ USD. Công ty công nghệ tài chính ra đời vào tháng 10 năm 2014 mang tên Ant Financial.
và được cho là công ty tài chính lớn nhất tại Trung Quốc với tổng giá trị lên đến 150 tỷ USD. Với một bước đột phá mới của tập đoàn Alibaba trong việc xây dựng và đẩy mạnh phát triển công nghệ tài chính, nền tảng phát triển cho công ty thương mại, điện tử và thanh toán trực tuyến. Tháng 8 năm 2015, Alibaba đã đầu tư vào tập đoàn thương mại Tô Ninh với 4,56 tỷ USD. Điều này cho thấy hướng phát triển mới của Alibaba khi đầu tư vào thị trường bán lẻ, nhằm tích hợp các trang kinh doanh bao gồm cả trực tuyến và ngoại tuyến và các bộ phận kinh doanh khác thành một hệ thống nhất. Tháng 4 năm 2016, nhằm đẩy mạnh cho sự phát triển thị trường kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á, tập đoàn Alibaba đã chú trọng trong việc kiểm soát cổ phần tại Lazada. Và cho đến năm 2019 thì chủ tịch hội đồng quản trị ông Jack Ma đã rời khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và nhường lại vị trí này cho ông Daniel Zhang đang giữ vị trí CEO tại tập đoàn Alibaba lúc bấy giờ. Từ khi thành lập cho đến nay, tập đoàn Alibaba đã khẳng định được vị thế của mình và phát triển theo đúng hướng như mong đợi của cựu chủ tịch Alibaba, ông Jack Ma. Tập đoàn Alibaba đã trở thành một trong những công ty Internet lớn nhất tại Trung Quốc và trên thế giới, với tổng số hơn 36.000 nhân viên và có đến 90 văn phòng tại các quốc gia trên thế giới. Độ phủ sóng của tập đoàn Alibaba ngày càng được lan rộng. Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết chia sẻ của tập đoàn Alibaba. Hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ nhất. Và nếu các bạn cảm thấy yêu thích những thông tin trên thì có thể bấm đăng ký kênh để cùng chờ đón những thông tin mới nhất mà Tìm Việc 365 mang lại cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.